nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu online ngày một tăng của doanh nghiệp, cũng như thúc đẩy nắm bắt cơ hội từ thương mại điện tử xuyên biên giới. Lần đầu tiên tại Việt Nam, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương phối hợp với Amazon Global Selling tổ chức hội nghị thương mại điện tử xuyên biên giới mang chủ đề Tinh hoa châu Á, bứt phá toàn cầu. Đây là lần đầu tiên sự kiện thương mại điện tử xuyên biên giới được tổ chức tại Việt Nam. Sự tăng trưởng bứt phá của thương mại điện tử thời gian qua đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường tiềm năng nhất khu vực ASEAN. Thương mại điện tử đã trở thành cánh tay hữu hiệu giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, được kỳ vọng là chìa khóa mở lối cho hàng Việt Nam tiến xa hơn ra thị trường toàn cầu. Cục Thương mại điện tử, Kinh tế số có rất là nhiều những cái chương trình phối hợp cùng với lại những cái nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, và đây cụ thể chúng đó là Amazon, để có trong cái chương trình là gọi là chương trình thương mại điện tử xuyên biên giới bứt phá toàn cầu, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam có thể nâng cao cái năng lực ứng dụng thương mại điện tử xuyên biên giới và trang bị cho mình những kỹ năng có thể bán hàng một cách hiệu quả trên những nền tảng thương mại điện tử toàn cầu, và qua đó có thể đưa được cái sản phẩm của mình tiếp cận đến với những thị trường tiềm năng, kể cả những thị trường chưa được khai phá, và qua đó là cắt giảm được chi phí, tối ưu hóa được hiệu quả kinh doanh và mở rộng được cái thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp mình, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo Bộ Công Thương, doanh thu xuất khẩu thương mại điện tử của Việt Nam có thể đạt đến 296,3 nghìn tỷ đồng vào năm 2027 nếu như các doanh nghiệp trong nước được hỗ trợ đầy đủ, đẩy nhanh tốc độ áp dụng thương mại điện tử để xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ. Trong 300 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tại Việt Nam được khảo sát thì có tới 86% doanh nghiệp cho rằng sẽ không đủ năng lực thực hiện hoạt động xuất khẩu nếu không có thương mại điện tử. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa địa phương cũng đang hướng tới việc mở rộng thị trường đến các quốc gia khác như Hoa Kỳ, Nhật Bản và nhiều nước châu Âu trong vòng 5 năm tới. Amazon là một thị trường rất là có người tiêu dùng rất là lớn, và cái số lượng người bán hàng cũng rất là lớn. Nó cũng có nhiều tiềm năng và cũng có cái sự cạnh tranh rất là đáng kể. Tuy nhiên là khi mà bán hàng trên Amazon, cái lợi thế hay nhất là thì hiện tại chúng tôi đang theo cái hình thức bán hàng FBA, tức là gửi hàng vào kho Amazon và sau đó là Amazon sẽ hoàn thiện cái đơn hàng đến tay người tiêu dùng, tức là cái sản phẩm của mình sẽ trực tiếp đến khách người tiêu dùng cuối cùng. Có thể thấy rằng việc nâng cao nhận thức về thương mại điện tử xuyên biên giới trong cộng đồng doanh nghiệp trong nước, cùng những kinh nghiệm từ các chuyên gia trong ngành về triển khai xuất khẩu online từ các nước trong khu vực đã khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp tăng tốc nhập cuộc, phát triển kinh doanh quốc tế, đưa các sản phẩm và thương hiệu Việt đến khách hàng trên toàn cầu thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới.